con cái thì nhau nhóc. Rồi, thế thì sáng ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau, và trong thời gian mà chúng ta uống dinh dưỡng, chúng ta ngồi thư giãn thở một tí, thì chúng ta cùng nhau xem một vài cái tư liệu các anh chị nhé. Chắc chắn đây là những cái tư liệu rất là tuyệt vời, và nó sẽ chuẩn bị cho một cái chuỗi sự kiện rất là quan trọng của chúng ta. Việt Nam đang đứng top 2 trên thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Theo thống kê của Dự án Phòng chống ung thư quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 80.000 người chết và 150.000 người mắc mới. Con số này sẽ không dừng lại ở đó mà còn gia tăng trong những năm tiếp theo, khoảng 200.000 ca vào năm 2020. Số tiền bảo hiểm y tế Việt Nam phải chi trả cho điều trị căn bệnh này cũng lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, sở dĩ số ca mắc ung thư tăng nhanh trong những năm gần đây do 3 nguyên nhân chính: thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, tuổi thọ tăng, trong đó tác nhân thực phẩm bẩn đứng hàng đầu chiếm khoảng 35%, thuốc lá chiếm 30%, di truyền chỉ chiếm 5-10%, còn lại là các nguyên nhân khác. Chúng ta tìm thấy trong gạo có dầu máy, sáp nến, trong trứng có chất độc sudan, trong sữa có melamin, trong hải sản có phóc môn bảo quản tươi sống, thuốc tránh thai để vỗ béo, chất kích thích cho tăng chín rau củ quả, gia cầm dùng thuốc tăng trọng. Thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm. Trong thời đại mà độc tố khắp nơi như vậy, không ai có thể tránh khỏi việc bị nhiễm độc. Chúng ta dường như trở thành thùng rác của các sản phẩm thời đại. Trên thực tế, những độc tố này được tích lũy qua năm tháng, ngày một nhiều lên, tạo thành những lớp độc tố cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể, giống như mạc bám trong ống trà. Chúng bám chắc trong cơ thể, sâu trong từng tế bào lục phủ ngũ tạng. Đây là những mảng bám độc tố đen xì bám chắc trong thận. Nó đều là những kim loại nặng, các độc tố hóa học tích tụ. Đây là huyết quản bị tắc nghiêm trọng bởi mỡ tích tụ, máu vón cục. Đây đều là những độc tố tích tụ sau một quá trình hình thành. Chuyên gia thanh lọc độc tố người Ukraine lấy các dữ liệu độc tố trong cơ thể khác nhau lên tới 3 đến 25 kg độc tố. Đó là các độc tố từ gan, mật, ống mật là 0,5 đến 5 kg. Các loại kim loại nặng như clo, chì, thủy ngân, nitrat khoảng 0,5 đến 2 kg. Bộ phận khác có thể đẩy ra muối vô cơ lên tới 3 kg. Độc tố đường ruột từ 1 đến 15 kg. Tuổi tác ngày càng nhiều thì độc tố ngày càng tăng. Độc tố ngấm vào các cơ quan nội tạng, phá hủy tế bào, ngăn cản tế bào hấp thu các chất dinh dưỡng và chặn đường thoát của tế bào chết, dẫn đến các bệnh như gan nhiễm mỡ, xơ gan, gút, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, viêm phế quản mãn tính và ung thư. Phim hay không các anh chị? Qua đoạn phim vừa rồi thì các anh chị chúng ta có cảm nghĩ gì về đoạn phim vừa rồi ạ? Mời anh chị phát biểu ạ. Ai thả tim trước cho phát biểu trước nè. Chị anh Pháp nè. Chạy đâu chị? Rồi, xin mời anh chị chúng ta phát biểu cảm nghĩ của mình về cái video clip vừa rồi ạ. Chúng ta xem xong clip vừa rồi thì chúng ta suy nghĩ thế nào? Chị xin mời chị Võ Kim Trang. Chào lãnh đạo Hiển. Chúc lãnh đạo Hiển gia đình thêm thành viên mới. Cảm ơn chị. Thực ra là giống như là chúng ta đã biết vì Trang là làm. Có nghe rõ không Hiển ơi? Nghe rõ chị. Giống như là Trang đã trị về bấm huyệt trị liệu là hai mấy năm rồi. Và Trang cảm nhận cái điều này rất là sâu sắc hơn những người khác. Là hầu như là do cái thức ăn, do những cái môi trường, do không khí, do những cái nó mà nó tác động đến gan rất là nhiều. Mà chúng ta biết một điều là gan đó, tất cả trong cơ thể mình đều có hệ thần kinh, riêng gan là không có hệ thần kinh. Một khi mà nó đã bệnh, mà nó, khi chúng ta biết thì nó đã quá muộn rồi. Mà hầu như trong cơ thể chúng ta đó là hầu như là
500 chức năng trong cơ thể nó đều liên quan tới gan. Là gan là một cái bộ máy vô cùng quan trọng trong cái cơ thể của chúng ta. Nên một điều là chúng ta hãy ý thức về nó, hãy hỗ trợ nó, vì nó làm việc quá nhiều thì nó cần phải bổ sung những cái dinh dưỡng cần thiết, và nó cũng có những cái nguyên lý để nó thải ra, đào thải ra bên ngoài. Chứ còn mình nhập vào và gần như là không có cách nào để thải nó ra. Và cái viên gan của suy cớp á, nó vô cùng tuyệt vời luôn. Là từ khi mà có viên gan á, là Trang luôn khuyến khích mọi người, là nhất là những cái người mà da nám nè, da mụn nè, là những cái người mà có làn da không đều màu, hầu như là đến với Trang là Trang đều chia sẻ cái sản phẩm gan này hết. Vì cái gan nó không khỏe thì cái da nó không nhuận là cái chuyện đương nhiên luôn. Và đó là cái cách mà khỏe từ bên trong, khỏe ra bên ngoài. Đừng có nhiều người nghĩ là à cái làn da tôi không khỏe là do là làn da tôi bị nám, bị mụn là do là ở bên ngoài. Nhưng mà rất là nhiều, hầu như là Trang cảm nhận là hết 90% là ảnh hưởng tới cái gan của mình. Có người nóng gan, có người dị ứng gan và có nhiều cái men gan cao. Thành ra là cái gan là một cái nơi mà nó vừa giúp cho chúng ta khỏe và vừa giúp cho chúng ta đẹp luôn. Đó là cái những cái chia sẻ về cảm nhận của Trang. Khi mà Trang uống cái viên gan á, cái việc đầu tiên á là nó đào thải, hầu như là nó đào thải vô cùng hiệu quả luôn. Và Trang biết được cái nguyên lý là gan nó thải độc từ 10 giờ đêm cho đến 12 giờ đêm. Thì cách Trang sử dụng cái viên gan là sáng ăn sáng xong uống một viên, hoặc là chưa ăn sáng uống một viên. Tại vì gan nó cần làm việc, và nếu mà mình chưa ăn sáng vào á, uống cái viên gan nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cái viên thứ hai là Trang uống 9 giờ tối trước khi đi ngủ thì nó cực kỳ hiệu quả luôn. Cái làn da của mình á, mặc dù nó không có bị nám như những bạn khác, nhưng mà mình cảm nhận ở bên trong mình nó khỏe dần lên và cái da nó cũng sáng màu lên. Nhiều người cứ nghĩ là cái da mình tối màu là do melanin, do hắc tố, do đủ thứ hết. Nhưng mà một ở đâu đó trong cái cơ thể mình, cái gan nó cũng là một cái yếu tố nó làm cho cái da mình nó không khỏe. Đó là những cái chia sẻ mà Trang đã trải nghiệm từ cái sản phẩm gan của suy cớp. Trang xin hết, cảm ơn tất cả các bạn lắng nghe. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Úi dồi, hỏi một câu mà chị trả lời là coi như là đi xa quá luôn đấy. Nhưng mà dù sao rất là cảm ơn chị vì những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ tuyệt vời của chị. Chị rất là tinh tế đúng không ạ? Mới chỉ chia sẻ một cái clip là vì sao ngày càng nhiều người bị ung thư thôi, mà chị đã biết là chủ đề của mình là xoáy nhiều cái vấn đề sức khỏe lá gan rồi. Chị tài quá. Thế thì qua cái clip vừa rồi thì muốn nhấn mạnh lại với các anh chị đó là ngày nay là càng nhiều, rất là nhiều người bị ung thư đúng không các anh chị? Và Việt Nam chúng ta là một trong những cái quốc gia mà nằm trong top đầu những quốc gia số lượng người bệnh ung thư và tử vong vì ung thư. Thế thì trong cái clip nó đó mà chỉ ra một vài cái nguyên nhân chính đúng không các anh chị? Trong đó nổi bật nhất đó là nguyên nhân ô nhiễm từ thực phẩm đúng không? Thực phẩm không an toàn. Thì Việt Nam chúng ta anh chị biết rồi, cái lối sống quán ăn vỉa hè nhiều đúng không? Thêm vào đó là chúng ta phải nói là cái việc kiểm soát cái chất lượng thực phẩm, từ cái việc là vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không, ham lợi nhuận, người ta có thể là gì ạ, dùng những cái hóa chất độc hại, tự chúng ta đầu độc lẫn nhau. Thì qua cái clip vừa rồi chúng ta cũng đã thấy được cái tác hại rất là lớn. Và đúng như chị Trang nói, chính những cái áp lực đó nó đè nặng lên cái sức khỏe lá gan của chúng ta, và rõ ràng là càng ngày thì lá gan chúng ta nó sẽ càng suy yếu. Rồi chúng ta đến với một cái video clip tiếp theo thứ hai nhé, để chúng ta tiếp tục chúng ta thảo luận thêm một cái góc độ khác nữa. Xin mời các anh chị chúng ta cùng nhìn lên màn hình để chúng ta tiếp tục theo dõi. Rồi, mời anh chị nhé. Hôm nay là toàn xem phim thôi. Năm loại ung thư hàng đầu Việt Nam và những con số giật mình. Theo thống kê của Global King, một dự án của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ ung thư của Việt Nam trong năm 2020 có xu hướng gia tăng, trong đó có 5 loại ung thư hàng đầu.
mức đáng báo động. 1. Ung thư gan, đứng đầu danh sách thống kê. Trong năm 2020, Việt Nam có 26.418 ca mắc mới, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư ở cả nam và nữ. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ mắc ung thư gan cao là do thói quen ăn uống thiếu khoa học, tỷ lệ viêm gan B tương đối cao và một bộ phận nam giới còn uống quá nhiều rượu. Trong giai đoạn đầu của bệnh, hầu hết mọi người không có các dấu hiệu và triệu chứng rõ rệt. Khi các triệu chứng như sụt cân, ăn không ngon, đau bụng trên, buồn nôn, ói mửa, mệt mỏi, sưng bụng và vàng da, v.v. xuất hiện, thì thường bệnh đã ở giai đoạn khá nặng. Để phòng ngừa ung thư gan, tiêm phòng là cách hiệu quả nhất. Bạn có thể tiêm vaccine viêm gan B từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, nên ăn nhiều hoa quả, rau tươi vì trái cây chứa vitamin và khoáng chất rất tốt cho gan. Tăng cường lượng chất xơ cũng như tốt cho hệ tiêu hóa, giúp gan đào thải chất độc ra ngoài. Nên hạn chế ăn uống đồ nhiều dầu mỡ, có chế độ ăn uống hợp lý để kiểm soát lượng thức ăn được đưa vào cơ thể. Ăn nhiều thực phẩm có chứa lưu huỳnh như tỏi, hành tây, bột cải xanh để phòng ngừa ung thư, giúp làm sạch gan và tạo ra nhiều enzyme. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện ra bệnh cũng như là có những biện pháp điều trị kịp thời nhất. Rồi. Clip vừa rồi lại tiếp tục cho chúng ta những cái suy nghĩ gì các anh chị? Xin mời anh chị tiếp theo, chúng ta có cảm nghĩ gì về cái video clip vừa rồi ạ? Mạnh dạn lên nào các anh chị, tất cả mọi người luôn nhé, ai cũng có thể tham gia vào cái phần thảo luận này. Xin mời. Chúng ta đừng là trở thành một người học viên thụ động các anh chị, và đừng có sợ sai nhé. Ở đây không có đúng, không có sai, đúng không ạ? Không có điểm cao, không có điểm thấp, nên là chúng ta cứ mạnh dạn nêu lên cái suy nghĩ của mình, cái kiến thức của mình, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Và quan trọng hơn là nếu mà chúng ta không nói ra thì là chúng ta đôi khi là mang cái bệnh gọi là dấu dốt, đúng không? Thà là mình nói ra, để nếu như cái cách hiểu của mình chưa đúng thì có thể là người khác sẽ có thể bổ trợ cho mình, giúp cho mình điều chỉnh, còn hơn là mình cứ ngấm ngầm mình nghĩ trong đầu, mình nghĩ sai. Rồi, mạnh dạn lên các anh chị. Ở đây toàn là nhiều chuyên gia dinh dưỡng lâu năm như là Mr. coi như là ca sĩ Tuấn Kiệt này, đúng không? Rồi là ca sĩ Hương Giang, Hương Phạm, tùm lum với này đó. Quá trời luôn. Anh chị xem clip vừa rồi, anh chị có suy nghĩ gì? Xin mời. Tự mở mic được anh chị nha. Rồi, mời chị Cúc. Xin chào tất cả các anh chị trong buổi sáng hôm nay. Tôi là xin chia sẻ một chút xíu về cái dòng sản phẩm của gan. Và chị ơi, đừng chia sẻ về sản phẩm. Em đang hỏi chị là cái video clip vừa rồi chị suy nghĩ gì. Đừng có chia sẻ về sản phẩm. Qua cái clip vừa rồi thì tốt nhất đó là nói về bản thân. Tức là bản thân ta phải tự giác với bản thân ta. Tức là mình phải biết và học hỏi để tìm ra những cái sản phẩm mà cơ thể chúng ta đáp ứng. Tức là ta phải bổ sung cho bản thân ta thì ta mới là nói được mọi người cùng bổ sung với ta. Và hiện nay thì tôi thì là người đã dùng sản phẩm của thực phẩm chức năng là cách đây đã gần 20 năm rồi. Vì khi đó bản thân tôi có vấn đề. Nếu như tôi không gặp cái dòng sản phẩm của thực phẩm chức năng thì có lẽ giờ này tôi cũng đã trở thành một con người nằm trong bệnh viện ung bướu rồi ạ. Cho nên là trước tiên là bản thân mình phải lo cho bản thân mình trước. Mình phải tìm tòi trong cái, không phải là nói của công ty, nhưng vì bây giờ là mình nói về cái dòng sản phẩm mà mình đang và đã dùng. Mình đang và đã dùng để tư vấn cho những người người ta chưa hiểu biết về cái dòng thực phẩm chức năng để họ bổ sung cho cơ thể họ để tránh được những cái tác hại mà thiên nhiên bên ngoài người ta đưa đến cho mình. Rồi, cảm ơn chị Cúc rất là nhiều. Còn anh chị nào chúng ta bổ sung không ạ? Chúng ta suy nghĩ gì về cái clip vừa rồi? Xin mời chị Hương ạ. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Giống như chị Cúc, mình rất đồng với quan điểm. Ngày hôm nay chị em mình đang có mặt trong phòng room này là đã hạnh phúc hơn rất nhiều người ngoài nhà. Bởi vì đây là những người quan tâm đến sức khỏe nên là mình với biết đến môi trường này. Và như bản thân mình thì cũng là với cá nhân mình nha.
thì hãy là bác sĩ của chính mình. Hãy khi sử dụng sản phẩm chúng ta hẳn lắng nghe xem là nó như nói như thế nào. Mình không lo cho mình thì chắc chắn không ai sẽ giúp mình hết. Ngày hôm nay mình biết là có rất nhiều bạn vì cơm áo gạo tiền các bạn phải phải đắn đo, nhưng có còn hơn không, chúng ta hãy dành một cái khoản đầu tư thông minh nhất cho gia đình mình, cho cá nhân mình. Bởi vì sao? Mình sẽ đầu tư làm sao đó mà nó vừa rẻ, vừa an toàn, vừa tiết kiệm mà vừa mang lại hiệu quả. Còn bây giờ chúng ta biết là thực phẩm tất cả đều là báo động rồi, ô nhiễm trầm trọng rồi, đúng không ạ? Thậm chí là mình mua về mình ăn đó, nhưng mà chưa chắc nó đã mang được những cái điều mà giống như mình mong muốn. Bởi vì ngày xưa nó chăn nuôi nó khác, bây giờ chăn nuôi nó khác. Từ cái nguồn mà chăn nuôi họ đã đưa những cái thức ăn mà nó đã có về bên thực vật, nó đã không an toàn cho sức khỏe mình rồi. Tại sao mà ngay Việt Nam mình, đúng không, nhiều khi mà xuất hàng đi các nước vẫn bị trả về, bởi vì nó không đảm bảo về những các cái chỉ số an toàn cho sử dụng. Cho nên chúng ta bị có những lô hàng mà xuất đi rồi họ đưa vào siêu thị họ bán rất là rẻ luôn, bởi vì sao, bị trả mà. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta là những người ngồi đây rồi, chúng ta hãy thông minh lựa chọn làm sao đó để chúng ta đưa được cái dòng thực phẩm. Ví dụ như bây giờ chúng ta như nhà mình nhé, thì như bản thân mình là ăn là cho có thôi, chứ còn thực ra là nếu mà dùng về đạm thì mình uống protein của Ricop. Ngày hôm nay thực ra là mình đã dùng hai công ty trước đã mình đã dùng rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay mình lựa chọn Ricop thì đương nhiên là mình phải kiểm tra chất lượng của mình. Mình mới dám mình chia sẻ, cho nên là mình đã chuyển tất cả sang để mình dùng, để mình đi chia sẻ, mình cảm nhận, mình chia sẻ cho những người khác. Thì ngày hôm nay thì với mình á, là chị em mình ngồi đây là một điều rất là may mắn, rất là hạnh phúc rồi. Dù sao mình cũng đã quan tâm sức khỏe hơn những người ở bên ngoài kia, cho nên mình có mặt ở trong phòng đây thì mình sẽ tùy theo với cái tài chính của gia đình nhà mình để mình cân đối xem là mình không bổ sung được những cái mà nó quá sức mình, thì mình cũng bèo ra mình cũng phải bổ sung được một số những cái, những vitamin, những cái mà nó mình thấy rất là rẻ luôn. Nếu mà hiểu ra cả nhà thấy rẻ vô cùng luôn. Cho nên là chúng ta hãy là người tiêu dùng thông minh, tự mình cho bản thân mình, cho gia đình mình được sử dụng những dòng sản phẩm chất lượng, được không ạ? Cả nhà thì chia sẻ chút tí vậy thôi, nhường lại cho các bạn khác. Xin chào. Cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Vâng, các anh chị, cái video clip vừa rồi thì đúng ra nó dài lắm, nó nói về top 5 cái bệnh ung thư tại Việt Nam, phổ biến nhất ở Việt Nam. Và trong cái bệnh ung thư mà đứng top 1, các anh chị thấy không? Đó là bệnh ung thư gan. Đấy, các anh chị thấy là bệnh ung thư thì có rất nhiều loại ung thư, đúng không ạ? Rất là nhiều loại, nhưng mà ung thư gan thì lại là chiếm vị trí số 1. Và hàng năm thì có tới khoảng 25.000 ca tử vong, và nó gấp đôi số lượng người tử vong vì tai nạn giao thông. Thêm một cái nữa là các anh chị nghe kỹ cái đoạn mà nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống ăn uống chưa khoa học. Các anh chị có nghe qua đó không? Và tỷ lệ bệnh viêm gan B, C khá cao. Tức là đầu tiên nó nói về cái nguyên nhân gì ạ? Lối sống ăn uống chưa khoa học, rồi mới đến tỷ lệ những người mắc bệnh viêm gan B, viêm gan C cao. Thế thì sau video thì họ còn hướng dẫn cho mình, một là mình gì ạ? Mình phòng ngừa bằng cách là mình tiêm vaccine, đúng không ạ? Vaccine viêm gan. Hai là chúng ta phải bổ sung, chúng ta ăn nhiều loại rau củ quả rồi các loại thực phẩm chất xơ, có không anh chị? Đấy, thế thì muốn là nhấn mạnh ở cái đoạn đó ha. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái video clip tuyệt vời tiếp theo. Và đây là một cái clip mà mình cũng rất là tâm đắc, bởi vì rõ ràng là rất nhiều người vẫn chưa có được cái tư duy và cái giải pháp đúng đắn. Đây, xin mời anh chị. Tỷ lệ mắc bệnh gan ở Việt Nam đang đứng thứ 3 trên thế giới, và phần lớn bệnh nhân sau khi phát hiện xơ gan hay là ung thư gan chỉ còn sống được từ 1 cho đến 3 năm. Và đáng nói hơn, tỷ lệ mắc các bệnh lý về gan mật ở Việt Nam đang có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là trước các vấn nạn lạm dụng rượu bia, viêm gan virus B hay là C, thực phẩm bẩn, thuốc tây, hóa chất gây tổn thương tế bào gan. Và thông tin cảnh báo này được đưa ra trong hội nghị khoa học ung thư với chủ đề chung tay phòng trị ung thư, được tổ chức vào sáng nay tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Theo Hội Gan Mật Việt Nam,
Ung thư gan đứng đầu trong các loại ung thư phổ biến ở nam giới và thứ năm ở nữ giới với số ca mắc hàng chục nghìn ca. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam có khoảng 7,8 triệu người mắc viêm gan B mãn tính. Các bác sĩ đã xác định được nguyên nhân hàng đầu là do virus viêm gan B hoặc C. Đây là hai loại virus gây nhiễm trùng mãn tính, được ví là sát thủ thầm lặng dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Nguyên nhân thứ hai là tình trạng lạm dụng rượu bia. Theo số liệu mới nhất, Việt Nam có khoảng 20 triệu người nhiễm virus viêm gan B và C, trong đó khoảng 8 triệu người đang trong tình trạng viêm gan, xơ gan, ung thư gan, nằm trong top cao của khu vực và thế giới. Hàng năm, ung thư gan khiến khoảng hơn 25.000 trường hợp tử vong, gấp đôi số tử vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam. Đây là những thách thức to lớn đối với nền y tế nước nhà và chuyên ngành gan mật của Việt Nam. Chính vì vậy, bây giờ mình tìm cách là điều trị thì cũng đã tốt, áp dụng rất nhiều tiến bộ để chẩn đoán sớm, điều trị tốt. Nhưng mình còn tìm ra các biện pháp để phòng bệnh. Nên chủ đề của hội nghị là phòng trị ung thư. Vì phòng vào được, thí dụ cái viêm gan mình có vaccine, mình có tiêm chủng, rồi mình có theo dõi, hoặc là thí dụ như là rượu bia thì mình hạn chế cái việc lạm dụng rượu bia, hoặc là trong những trường hợp viêm gan C mình điều trị tốt, theo dõi, mình tầm soát sớm, mình phát hiện sớm các bệnh lý của từ viêm gan, xơ gan để tránh thành các biến chứng ung thư. Như vậy là nó sẽ nâng cao được cái chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm cái tỷ lệ mắc ung thư và cũng như là giảm cái tỷ lệ tử vong do ung thư. Rồi, xin mời cảm nhận của các anh chị về video clip này. Clip hay quá chừng hay luôn. Tại nãy giờ toàn thấy mấy chị không mà mấy anh bị á khẩu hết hay sao đi? Mấy anh nào đâu hết rồi. Đấy, chị Dung lại xung phong này. Rồi, xin mời chị Dung. Mấy anh nam chán quá nha. Rồi, xin mời chị Dung. Cái video clip vừa rồi á, thì nó... mục đích nói chung là nó xoáy mạnh về vấn đề là chúng ta phải phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Vậy thôi chị. Vậy hay quá. Chốt đúng cái câu. Quan trọng có anh chị này chúng ta có bổ sung gì thêm không? Oh. Oh, đấy, người đàn ông dũng cảm nhất sáng nay rồi. Do khen tiếng anh không có nói được. Hay quá là nhưng mà nói về gan thì riêng anh đó là dân ăn nhậu là phải bảo vệ cái gan là chắc chắn rồi. Nhưng mà khuyến cáo luôn, có những người không ăn nhậu vẫn bệnh gan, hãy nhớ điều đó. Đừng có nghĩ rằng là mấy thằng cha ăn nhậu là thế nào gan cũng chết, nhưng mà lại mấy cái người không ăn nhậu lại bị gan nhiều hơn, bởi vì gan nó là lọc chất độc. Mà những người ăn uống không điều độ, ăn uống không đúng cách mà ăn uống vô tội vạ thì gan càng chết mau hơn. Còn mấy ông ăn nhậu thiệt ra bia thôi, chứ còn ăn không có ăn bao nhiêu hết á. Ăn là ăn sang không mà, chứ không ăn đồ tào lao. Nên thì có khi cũng lại ít có bị hơn. Cho nên cái việc gan nói giỡn là nói đồ chơi vui thôi. Việc bệnh gan là tất cả mọi người ai đều cũng có nguy cơ hết. Bởi vì thực phẩm của mình hiện nay không có đủ sạch. Ai có đủ số lượng tiền đó mà dùng thực phẩm sạch ở đây. Vậy ở trong siêu thị cũng vậy. Các bạn nghĩ rằng ở trong siêu thị là sản phẩm sạch à? Chưa chắc. Có những sản phẩm đối với người Việt Nam mình á, vì kiểm soát những cái hàng hóa vào siêu thị á, nó không có đủ đảm bảo an toàn. Giống như ở nước ngoài. Tại vì đó nước ngoài á là người ta kiểm soát rất kỹ. Còn mình á, đó, như có những thuốc phim á, như là củ chi này, người ta trồng rau á, người ta đưa vô siêu thị, còn có một mảnh vườn nhỏ xíu người ta trồng rau để người ta ăn. Có nghĩa là người ta đem bán cái thứ mà người ta không dám ăn. Thì vậy trong đó nó có gì? À, tất nhiên mình không phân tích nhiều, nhưng mà trong đó có gì hãy chú ý. Mình hãy nhớ vấn đề như vậy. Bởi vì mình đã đi thực tế rất là nhiều thứ rồi. Nghe bản thân ngày xưa Kiệt là sản xuất là rau câu này. Bởi Kiệt có một doanh nghiệp riêng. Đến mức độ mà những cái đối thủ của mình á, nó cạnh tranh với mình á, nó ra ngoài thị trường nó bán rẻ giá mà chỉ có bằng cái giá xuất xưởng mình mà thôi. Còn ngược lại, nó mua đồ á, nó cho con ăn á, thì nó quay trở lại, nó mua từ cái xưởng của mình. Mình mới hỏi ngược lại nó một câu, nó nói, ủa tại sao mày sản xuất giống ta mà cho con mẹ ăn đi, mày mua cái đây làm chi? Cái nó cười. Có nghĩa là gì? Có những người người ta sẵn sàng coi như bán linh hồn cho quỷ là ở chỗ này. Có nghĩa là người ta sẵn sàng kiếm cái lợi nhuận trước mắt thôi. Nhưng người ta quên đi một điều là cái việc kinh doanh này cũng vậy hết. Phải có đạo đức,
thì anh mới có tồn tại. Còn nếu như anh không có được, có 5, 7, 7, 3, 21 ngày vẫn là lên đường. Chính vì những cái vấn đề này mà nó làm cho những cái người nhà phân phối của mình này, hiện tại đây này vẫn còn nghi ngờ cái ngành, cái giai cấp, bởi những cái con người chỉ biết lợi nhuận mà không biết quan tâm tới đồng đội. Cho nên cái win-win của mình nó xa hơn tí xíu. Tại sao gọi là anh em? Nhùm từ anh em ai nói cũng được hết á, nhưng mà sống với nhau như tình anh em, hãy coi lại được bao nhiêu người. Cho nên chúng ta hãy sống làm sao mà coi như anh em mới là điều quan trọng. Còn sau đó kinh doanh tính sau rất đơn giản. Lời nói cái sự là dạy xuống là mình nói là mình tin tưởng là như anh em trong nhà, nhưng luôn luôn dạ trước mặt nhưng mà sau lưng thì lại lắc cái đầu. Ok, chị chia sẻ tí xíu đó thôi chứ đỡ vì nghĩ kháng tiếng không nói được nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều. Không biết là anh coi euro một mình á, là chống dịch ở nhà có euro mà la kiểu gì không biết nữa. Thì đúng vậy các anh chị, thực ra cái clip vừa rồi thì cũng có khá là nhiều ý, nhưng mà cái cuối cùng quan trọng nhất, hai cái điểm mình nhấn trong video vừa rồi. Thứ nhất là thực ra thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái thuốc tây, chúng ta sử dụng thuốc kéo dài, nó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà gây cực kỳ ảnh hưởng cho lá gan. Hy vọng là trong cái chương trình tọa đàm về sức khỏe lá gan sắp tới là thứ tư này nè, là ngày mai đó, các anh chị chúng ta sẽ được tìm hiểu rõ hơn về những cái vấn đề này. Tuy nhiên đó, là cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc tây nó cũng chính là một cái tác nhân rất là nguy hiểm cho gan. Bên cạnh đó thì cái hội nghị ở cái chương trình video chúng ta vừa xem đó gì ạ? Tập trung vào là giải pháp phòng ngừa, đúng không, bệnh về gan. Tại vì cái người mà mắc bệnh gan á, phát hiện ra á, là đều là giai đoạn cuối hết rồi, là sống chỉ được có 1 đến 3 năm thôi. Anh chị thấy không ạ? Và thực ra hiện đã chứng kiến rất là nhiều người á, mà khi mà mắc bệnh gan một cái á, phát ra một cái là đi rất là nhanh, đúng không? Và cực kỳ là tốn kém luôn. Rồi, vậy bây giờ chúng ta đến với lại video tiếp theo để chúng ta cùng nhau thảo luận tiếp. Hôm nay là tha hồ xem phim luôn. Rồi, mời các anh chị mở mic, tắt mic cho mình nhé. Quý vị và các bạn, theo báo cáo tại hội thảo Phòng gan được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội, năm 2017 tại Việt Nam có khoảng 7,8 triệu người nhiễm virus viêm gan B và viêm gan C, trong đó có 51.000 người bị xơ gan, 14.000 người bị ung thư gan và 32.000 người tử vong do mắc các bệnh về gan. Tỷ lệ mắc các bệnh lý về gan ở Việt Nam có xu hướng gia tăng, nhiều trường hợp phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng, cơ hội sống cho người bệnh rất ít. Có đến 60% người dân hiện nay chưa biết cách bảo vệ tế bào gan từ sớm. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức trong bảo vệ gan như duy trì chế độ ăn, tiêm vaccine đầy đủ, sử dụng dược liệu thiên nhiên để tăng cường và phục hồi, bảo vệ tế bào gan sớm. Các chuyên gia cũng công bố nghiên cứu thành công ứng dụng nguồn dược liệu quý Ưng Bất Bạc trong điều trị các bệnh lý liên quan đến gan. Từ các số liệu thu thập được từ các nghiên cứu thực tiễn, các chuyên gia sức khỏe nhận định tình trạng các bệnh lý về gan, đặc biệt là xơ gan, ung thư gan tại Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng mạnh trong những năm tới nếu như người dân không có biện pháp phòng tránh đúng cách. Tỷ lệ mắc các bệnh về gan đang có xu hướng tăng mạnh trong vòng 20 năm qua, đặc biệt là dưới tác động xấu của tình trạng môi trường. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến tháng 7 năm 2019, Việt Nam có khoảng 8 triệu người mắc viêm gan B mãn tính, hơn 13.000 người bị xơ gan và chục ngàn người tử vong do bệnh gan gây nên. Điều đáng nói, bệnh nhân mắc các bệnh lý về gan tại Việt Nam khi phát hiện thường đã quá muộn. Các tế bào gan lúc này đã bị hủy hoại hàng loạt, hình thành các sợi xơ hóa. Biểu hiện cụ thể thường là các triệu chứng như vàng da, vàng mắt, chán ăn, sụt cân, thường xuyên mệt mỏi, vân vân. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến xơ gan? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý về gan, phổ biến nhất là từ vấn đề về men gan cao, viêm gan hay gan nhiễm mỡ. Trong đó, gan nhiễm mỡ đã được biết đến như một bệnh lý về gan phổ biến do rượu bia gây ra.
Tuy nhiên, ít người biết được rằng bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia cũng là bệnh lý vô cùng phổ biến và đang càng ngày càng gia tăng. Nói nôm na, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia là tình trạng tích tụ chất béo quá mức trong gan của những người uống rượu ít hoặc không bao giờ uống, có thể xảy ra ở bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào. Việc tích tụ nhiều chất béo trong gan sẽ gây tổn thương cấu trúc màng tế bào phospholipid của gan. Khi tình trạng này kéo dài, có thể dẫn đến suy giảm chức năng gan, dẫn đến xơ gan nghiêm trọng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bệnh lý báo động kể trên xuất phát hầu hết từ thói quen ăn uống nhiều chất béo, đồ ngọt, ít vận động, người có cân nặng bất thường, mắc bệnh rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường hay những người chịu tác dụng phụ của việc điều trị bằng thuốc kéo dài. Những con số thống kê hàng chục ngàn người chết có thể khiến cho bạn giật mình, nhưng bạn cũng không nên quá bi quan. Một trong số các phương pháp được các chuyên gia khuyến khích áp dụng đó là sử dụng thuốc có hoạt chất tinh khiết từ thiên nhiên. Ok các anh chị, hai video clip vừa rồi. Mời các anh chị chúng ta bàn luận sôi nổi nào. Các chuyên gia dinh dưỡng của chúng ta đâu rồi? Các anh chị hãy phát biểu gì đó về hai cái video clip vừa rồi ạ. Đâu rồi? Em Hoa năng động mọi khi đâu rồi? Chuyên gia chị Oanh đâu rồi? Chị Nhung đâu rồi? Rất nhiều. Chị Pháp đâu rồi? Hai đoạn clip vừa rồi gợi cho anh chị những cái suy nghĩ gì? Chị Oanh giơ tay gì nữa? Mở mic luôn đi chứ giơ tay gì nữa chị? Mời chị. Chào tất cả các anh chị em. Ai cũng biết cái vấn đề nói đến ung thư ở Việt Nam là vấn nạn rồi đúng không ạ? Là một trong những nước mà tỷ lệ ung thư rất là cao. Nhưng trong cái tỷ lệ ung thư thì ung thư gan lại là chiếm một con số rất là đáng báo động. Và thật sự luôn là những người mà phát hiện ra bệnh ung thư gan ấy, thì thường là rất là khó chữa bởi vì nó thường vào giai đoạn cuối rồi. Bởi vì chúng ta xem những video thì chúng ta thấy ạ. Ung thư kinh, cho nên là khi mà cái biểu hiện ra bên ngoài nó rất là khó nhận biết, cho nên chúng ta rất là chủ quan. Vậy tại sao mà câu hỏi đặt ra là tại sao ở Việt Nam lại cái tỷ lệ ung thư gan lại lớn như vậy? Thì chúng ta xem lại toàn bộ những cái thông tin mà chúng ta vừa mới được xem qua về cái clip và những cái thông tin mà chúng ta đã cập nhật lâu nay, thì chúng ta thấy là gan của chúng ta đang bị quá tải. Không hẳn là rượu bia, mà là không khí, là môi trường, là ăn uống. Cái cơ quan thải độc, cái cơ quan mà nó sẽ lưu lại những cái độc tố là ở gan. Cho mà bây giờ chúng ta đang mỗi ngày một tí chúng ta đang tự làm hại cái lá gan của chúng ta. Và đó chính là nguyên nhân mà giúp là do là cái tỷ lệ ung thư gan ở Việt Nam đang ngày một cao hơn. Vậy thì mình muốn bảo vệ lá gan của chúng ta thì mấu chốt vấn đề sẽ là gì ạ? Sẽ là giúp cho lá gan khỏe mạnh bằng cách là hạn chế tối đa cái việc đưa độc tố vào cơ thể. Ví dụ như là hạn chế uống rượu bia chỉ là một mảng thôi đúng không ạ? Còn rất là nhiều thứ khác. Ăn uống sạch, nhưng có những thứ chúng ta không thể kiểm soát được. Bây giờ ra chợ mua thức ăn, mua thịt, mua cá, đâu có biết là trong đấy có những cái độc tố đâu. Và độc tố đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến lá gan. Mà không ăn thì cũng chết, mà ăn gọi là không ăn thì chết ngay, mà ăn thì chết từ từ đúng không ạ? Cho nên là để mà bảo vệ lá gan thì chỉ còn một cách là phòng. Vậy thì phòng là gì ạ? Tiêm phòng này, hạn chế những độc tố này và thải độc cho lá gan của chúng ta. Đúng không ạ? Về nguyên tắc là giảm bớt cái áp lực cho nó và giúp cho nó được nhẹ nhàng dần đi. Và hiện nay thì có rất là nhiều cái liệu pháp để giúp cho hỗ trợ cho cái sức khỏe của lá gan. Và chúng ta cũng đang may mắn là trong công ty Zycook, một cái đối tác tuyệt vời của chúng ta, cũng có rất nhiều cái sản phẩm giúp cho chúng ta có thể đào thải cái độc tố ở trong lá gan và dưỡng cho cái gan của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Vì vậy cho nên là nếu thật sự quan tâm đến sức khỏe thì chúng ta phải coi quan tâm cái sức khỏe của lá gan hàng đầu. Ngày trước khi mà chúng ta lúc lứa tuổi của anh là ngoài 50 ấy, thì lúc còn nhỏ thì khi mà ở nhà mà mổ một con gà, con vịt ra thì bao giờ cũng ưu tiên cái lá gan, cái miếng gan ấy là sẽ cho người già trẻ nhỏ. Vì người ta nghĩ rằng là ăn gan sẽ là bổ và nó lại mềm nữa nên là hợp với người già trẻ nhỏ. Nhưng mà bây giờ người ta nói với nhau rằng là thương thì cho ăn tiết mà giết thì cho ăn gan ấy. Tức là trong gan nó rất là cái nơi mà
trụ cung ngự của độc tố. Vì vậy cho nên chúng ta là những người có mặt ở đây chính là những người rất quan tâm đến sức khỏe. Thì sức khỏe của lá gan là một điều rất quan trọng. Và ngày hôm nay chúng ta, anh nghĩ rằng là sau những cái video đó là những cái hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta rằng là chúng ta đang làm tổn hại cho lá gan của chúng ta mỗi ngày mà thực sự là chúng ta không hình dung hết được. Chúng ta không tưởng tượng hết được tại sao có những người không rượu không bia cái gì đùng một cái là ung thư gan. Đó, thì đó chính là những cái độc tố bên ngoài đang tác hại từ nguồn nước, từ nguồn thức ăn, từ nguồn không khí, từ lối sống sinh hoạt. Đặc biệt là lối sống sinh hoạt của anh chị. Bây giờ lớp trẻ cũng vậy mà người lớn cũng vậy. Thức rất là khuya, đấy là cái thời gian mà để dưỡng gan thì chúng ta lại đang hại gan. Cũng là một cái yếu tố nữa. Vậy thì tất cả là do lối sống, do lối sinh hoạt, do lối ăn uống, do môi trường đã làm cho gan của chúng ta tổn hại. Và có một cái điều nữa làm cho gan của chúng ta tổn hại chính là gì ạ? Stress các anh chị ạ. Cho nên là giống như là khi mà hai bên cãi nhau ấy thì người ta hay nói vui là thay vì gan cái người mà đang hùng hổ lên ấy thì người ta nói là bà mày làm cho tức là mình chửi người ta nhưng mà mày chửi người ta làm rủa người ta nhưng chính là gì ạ? Đang giết cái lá gan của mình đấy, cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến lá gan. Vì vậy đây là một cái chủ đề rất là hấp dẫn và cũng rất là tuyệt vời. Thì ngày hôm nay rất cảm ơn lãnh đạo Hiển đã đưa ra đây để chúng ta có ý thức hơn, có kiến thức hơn về bảo vệ lá gan, chính là bảo vệ sức khỏe của của chúng ta. Cảm ơn các anh chị và ngay sau đây thì các anh chị hãy đưa ra những cái phương án mà chúng ta đang có để chúng ta cùng nhau có cái chia sẻ về bảo vệ gan. Còn riêng cá nhân anh á, thì anh cũng đang tập cái thói quen là sáng mai dậy sớm thì buổi tối cũng cố gắng đi ngủ sớm. Thứ hai nữa là tinh thần phải luôn thoải mái, vui vẻ để không làm hại cái lá gan của mình, đúng không ạ? Không phải làm chửi người ta mà để mình lại uống thuốc độc để mình diệt mình, đúng không ạ? Rồi gì ăn uống lành mạnh hơn, giảm bớt cái mỡ nội tạng. Và anh đang thường xuyên uống viên giảm mỡ nội tạng, đồng thời là viên hỗ trợ chức năng gan của công ty Zicop. Mỗi một ngày 2 viên, buổi sáng và buổi chiều tối. Tức là anh ăn cùng với bữa ăn, tại vì tính cũng hay quên mà anh cũng nghĩ rằng là dinh dưỡng cũng là, bổ sung dinh dưỡng cũng là một cái cách ăn, cho nên là anh thường ăn cùng với bữa ăn. Là mỗi ngày 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên và ăn theo lâu dài. Còn hàng ngày ấy, thì là anh có dùng 2 viên mỡ nội tạng vào buổi sáng và cũng dùng 6 tháng nay rồi. Cảm nhận được cơ thể của mình nó nhẹ nhõm hơn và sức khỏe của mình cũng tăng cường hơn. Và hy vọng rằng là qua cái chương trình này thì chúng ta cùng nhau nâng cao cái sức khỏe của mình. Chúc cả các anh chị một ngày mới tuyệt vời. Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn chị An rất là nhiều. Gần như chị An đã tổng kết luôn cái những cái video sáng nay và cũng như là cái buổi sáng nay. Thế thì các anh chị, hôm nay chủ yếu là cho các anh chị xem 5 cái video trailer nói về cái tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe lá gan và để giúp anh chị chúng ta hiểu rõ hơn về cái vai trò, cái chức năng của lá gan cũng như là cái mức độ nguy hiểm khi mà chúng ta không chăm sóc lá gan đúng cách và đưa ra những cái giải pháp để cho chúng ta có thể phòng ngừa bệnh về gan. Thì chương trình tối ngày mai tọa đàm cùng với lại chuyên gia bác sĩ Đinh Thị Hoan, bác sĩ có gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành y, là thầy thuốc ưu tú được Thủ tướng trao tặng cũng như là rất là nhiều năm đạt bằng khen. Và chị ấy là có 15 cái công trình nghiên cứu cấp quốc gia và trong đó có một cái công trình nghiên cứu chuyên về sức khỏe của lá gan luôn các anh chị. Cho nên là hy vọng rằng chương trình ngày mai sẽ bổ trợ cho chúng ta kiến thức rất là lớn, rất là nhiều về sức khỏe lá gan. Và các anh chị hãy lan tỏa cái thông điệp này, hãy chia sẻ cho thật nhiều người tham dự để có thêm kiến thức để phòng ngừa bệnh về gan cũng như là chăm sóc gan đúng cách. Riêng các anh như là anh Kiệt hay anh nhậu thì chắc chắn rồi. Các anh chị thương lá gan quá cho nên là phải tẩm bổ đúng không? Phải tắm mát cho nó thường xuyên. Thì chúng ta lại càng cần chúng ta tham dự cái chương trình này. Và mục đích của buổi sáng ngày hôm nay đó là kêu gọi các anh chị chúng ta nâng cao ý thức sức khỏe phòng ngừa bệnh về gan. Đồng thời chúng ta hãy lan tỏa thông điệp, chia sẻ đến những người xung quanh, những người mà chúng ta yêu quý về chương trình tọa đàm sức khỏe lá gan ngày mai. Chắc chắn đây sẽ là một chương trình rất tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình tối mai. Chương trình sáng nay đến là kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã tham dự buổi sáng ngày hôm nay.
Chúc anh chị một ngày mới an lành. Xin chào.